Ok, hello anh em, chào mừng người trở lại với clip tiếp theo của mình nha. Thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để anh có thể là bung được, khỏe bung mà là có thể anh em có thể nhận được tầm khoảng là tầm vài nghìn kim cương gì đấy nhá. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái shop luôn anh em nhá. Đấy, thì cái shop này kiểu là shop chính thức ấy, mình sẽ quay xem anh không anh nhiều anh em, mình thấy anh nhiều anh em bảo là lừa đảo ấy, thì mình sẽ hôm nay mình sẽ quay luôn cho anh em này, để anh em có thể là chứng kiến này, không phải lừa đảo hoặc là không có gì đấy em nhá. Thì nếu mà anh em nào muốn nhận quà ấy thì nhớ là like này, đăng ký kênh và comment cái tên game hoặc là ID game của anh em ở dưới phần comment cho mình nhá. Đấy. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nhá. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em ra một cái trang web này. Trang web này là trang web chính thức của game Play Tour Golden Cousin luôn này. Đây, trang này là anh em nhá. Đấy thì đây là trang này này. Thì đây có mệnh giá là bảng này, bảng mệnh giá của đây là tầm từ 20.000 đến 22 triệu anh em ạ. Đấy. Thì 2 triệu đây mình chúng ta nhận lại được là 22.500 cương. Đấy thì anh em thấy cái rẻ không? Cái này nạp không chiết khấu đâu nhá, đạp thẳng thì vào game luôn. Đấy, còn anh em nằm ở trong game thì nó sẽ chiết khấu có vài bên đấy. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ nạp một cái ID game luôn cho anh em này. Ở đây thì mình cũng nạp vài lần rồi nên mình sẽ đăng nhập vào luôn này. Đấy. Thì mình sẽ cho anh em xem lại này, trong game mình đang có bao nhiêu tiền và bao nhiêu kim cương nhá. Ở đây mình sẽ có mình 185 ngân cương. Đấy, 185 cương. Thì bây giờ mình sẽ rút thử 2.500 ngân cương xem có về thật không nhá. Đây thì ở đây mình sẽ chọn một cái mệnh giá này. Anh em đợi mình một tí, mình lấy cái sari mã thẻ nhá. Đây mình sẽ nhập sari vào này. Cái mã thẻ này dùng được một lần thôi anh em nhá. Anh em đừng dùng nhiều. Dùng nhiều là nó không được đâu. Vì dùng nhiều thì anh em có được cái gì đâu đúng không? Đấy không? Đấy thì bây giờ mình sẽ nạp luôn cho anh em xem này. Đấy thì ở đây mình sẽ chọn mệnh giá là 22 triệu anh em nhá. Đấy bây giờ thì mình sẽ nạp thẻ này. Đấy. Ui nạp thẻ thất bại rồi anh em đợi mình một tí nhá, mình lấy lại mã thẻ này. Ui chắc cái mã thẻ nó sai đấy anh em ạ, chứ phải là do cái thẻ của mình đâu. Đấy. Sao chép này. Đây, seri này. Đấy, bây giờ thì mình nhập vào, nạp thẻ này. Ô, sao nó vẫn thất bại em nhỉ? Chết rồi, mình nhập sai seri rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đưa anh em vào một cái trang web này. Trang web này là trang web chính thức của game Play to Order luôn. Đấy, đây là anh em nào muốn mua kim cương ấy, muốn mua đá quý ấy, thì anh em nhớ là vào trang đường link trang web này nhá. Thì đường link trang web này mình sẽ để dưới phần mô tả và trong phần bình luận anh em nhá. Đấy, thì mình sẽ để trong đấy và anh em có thể là vào anh em nhá. Đây thì có thể download game Play to Order, anh có thể download từ App Store này hoặc là game Google Play nhá. Thì đây là hướng dẫn sử dụng này, hướng dẫn anh em nạp thẻ vào ấy này. Đấy, bước 1 điền ID và tên game này. Bước 2 cho lại thẻ mã seri và mã thẻ này. Đấy, anh em nhớ là làm đủ các bước nhá. Dưới đây là đọc bình luận anh em nhá. Anh em có thể đọc bình luận là những người đã mua này, những người đã từng mua ở đây rồi thì đây anh em có thể đọc bình luận nhá. Thế đây mình sẽ nạp vào game luôn này. Ở đây thì mình sẽ nạp tầm vào khoảng 200.000 anh em nhá. Anh em đợi một lúc cho nó loát này. Đây nạp đá quý, nhấn vào nạp đá quý giúp mình này. Anh em ở đây có thể là 4 loại thẻ, 5 loại thẻ anh nhá. Thẻ Zing này, thẻ Vietnam Mobile này, thẻ Mobifone này, thẻ Vinaphone này, thẻ Viettel này. Đấy em, mình sẽ chọn là thẻ Viettel. Mình sẽ mua mệnh giá là 200.000, 200.000 ở đây là 160 kim cương. Anh em đợi mình một tí mình lấy mã thẻ đấy nhá. Đây mình đang đợi, anh em đợi mình một tí mình lấy thẻ này. Đấy thì bây giờ mình sẽ nạp luôn này. Đấy thì anh em để góc đây không? Đã nạp thẻ thành công này. Đấy xong nó sẽ reset trang này. Thì bây giờ mình sẽ đưa anh em vào game xem có đúng là đã nạp thẻ không nhá. Có đã kim cương đã về nick không nhá. Đấy. Đấy thì ok, bây giờ mình đã quay lại game rồi nhá. Đây anh em nhìn số kim cương mình đi đúng không? Anh em thử tính xem là 185 này, 185 với 160 thì anh em tính là mấy? Thì anh em sẽ comment đi ở dưới nhá. Đấy thì đây. Đấy anh em thấy kim cương về nick nhanh không? Vài giây thôi là kim cương đã về nick rồi. Đấy. Thì ok, anh em nào muốn mua cái kim cương đá quý ấy thì nhớ là vào đường link shop mình sẽ để dưới phần mô tả em nhá. Shop này là shop chính thức nên em không phải lo lừa đảo đâu anh em ạ. Mình vừa mua cái về nick trong vòng mấy giây thôi. Đấy ok không anh em.
Không nào anh, không anh em nào tiện mà nạp 200.000 vào để mua đấy đấy đâu, không mua trong game đâu anh em ạ. Đấy thì anh cứ nạp thẳng vào shop mình ấy, shop mình gọi là cực kỳ rẻ luôn nhá. Ở đây thì mình sẽ cho anh em xem này. Đấy ở đây thì anh cho anh em xem này, 200.000 nhá. 200.000 chỉ được có 100 à quên, à quên 200.000 đây. Ở đây 250 rồi. Với được 165 à 160 âm cương. Đấy. Đây 250 nhá, mà ở trong đây trong shop mình chỉ có 200.000 thôi là được rồi. 165 cương rồi đấy, em thấy thích không? Thế có phải là uy tín không anh em? Đấy thì ok. Chắc là clip của mình cũng khá là dài rồi ấy. Chắc mình cũng kết thúc clip vậy thôi. Anh em mà thấy video mình hay thì nhớ là cho mình xin một like này, một đăng ký kênh anh nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em.